Mani Penne Hum.
60 năm á. Yeah. Bên đây 65 năm rồi á. Bên đây mình đi. Mà sao dưỡng mà sao càng ngày càng rụng vậy sư phụ? Dưỡng là nó phải lên chứ sư phụ. Cũng như cây người ta tưới nó lên mà sao này tưới hoài nó càng ngày càng mất cấp. Để vậy được chưa? Bây giờ là tất cả quý vị nè. Cái này xếp xong rồi, bây giờ quý vị để lên vai trái giùm tôi. Để lên vai trái, xếp lên vai trái. Đó rồi chưa? Thì mình có hai cái sợi dây này. Một sợi dây này và sợi dây này, hai sợi lấy ra. Bây giờ